đơn vị tổ chức Đại hội Nhạc Thiên ở Phú Yên bị xử phạt 33 triệu đồng. Ban tổ chức Đại hội Nhạc Thiên đặc biệt ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu tổng mức phạt 33 triệu đồng. Hôm 22 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn Độ Phim Media bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến Đại hội Nhạc Thiên đặc biệt ở Phú Yên. Đại diện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên xác nhận với Tiền Phong về quyết định xử phạt. Cụ thể, chương trình nghệ thuật do đơn vị này tổ chức dự kiến diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 4 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như MC Vũ Mạnh Cường, ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, Phát Huy T4, nghệ sĩ Hoàng Hải, Nguyễn Quỳnh Như. Chương trình ban đầu lấy tên Đại hội Nhạc Thiên đặc biệt và in cụm từ này lên poster quảng cáo. Nhiều người dân Phú Yên và khán giả cho rằng cụm từ Nhạc Thiên không có ý nghĩa, trong các thể loại âm nhạc không có thể loại Nhạc Thiên. Sau khi nắm bắt ý kiến của dư luận và thông tin phản ánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên đã yêu cầu đơn vị tổ chức chương trình chỉnh sửa lại các poster theo đúng quy định. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Phú Yên cũng cho biết tên gọi trên poster không đúng với văn bản chấp thuận cho công ty tổ chức chương trình nghệ thuật Những Hóa Thân số 4, 366 ngày. Theo đó, ban tổ chức đêm nhạc đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hành vi không ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện quảng cáo trên mỗi bản quảng cáo, băng rôn. Hành vi vi phạm thứ hai là sửa đổi làm sai lệch nội dung quảng cáo đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng mức phạt cho hai hành vi là 33 triệu đồng. Trên trang fanpage chính thức của ban tổ chức đêm nhạc không cập nhật thông tin nào mới kể từ ngày 17 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.